mình làm cái tiểu cảnh. Còn đến thăm ông anh Tân mà đi vắng rồi. Đi vắng. Đang làm em này à bác? Không có lọc. Như nào đây? Không có bật lọc là nó chết ngay. Không, có nghĩa là như này, cá nào thì mình phải làm lọc. Ngồi đi anh, cứ ngồi uống nước. Nhưng bây giờ ấy, là nó sẽ nhiều ấy, làm lều đúng em nuôi cá coi xịn thì nó rất là alo. Mất công. Kỳ công. Alo. Nó khác. Vâng. Tốn tiền làm. Như vụ bây giờ mình gọi là mình làm cái tiểu cảnh. Đúng rồi. Ở dưới có cá. Đúng. Đồi, có điện này. Vâng. Thì mình làm thế thì nó giá. Nó dễ. Dễ ở Thạch Thất. Chẳng không vâng. Mẹ, xã Tân Xã. Vâng. Vâng, mình thích cái gì nhỉ bác nhỉ? Anh nói thì... với em là vừa chơi được nghiêng về tiểu cảnh ấy. À vâng. Đấy, chơi được nghiêng người. Không chơi đấy được. Phải hỏi là à, thế à? Bây giờ mình chơi cảnh là mình chơi. Còn đâu người ta luôn bà coi. Bộ bà coi đúng người ta chơi cảnh. À thế à? Người ta chỉ làm luôn thành cái cảnh nhận. Vâng. Thì có dịp xem thích cây nào thì quay áp chơi. Dạ vâng. Vâng nhá. Cho em kiểu kia. Vâng. Sẽ chi vâng. Vâng nhá. Dạ dạ. Nuôi nó tung bèn. Vâng. Đấy. Xin phép lại xem mấy cây về để nghiên cứu. Đấy, cứ chụp ảnh đi. À, quay về nhìn cho dễ. Bây giờ hầu như là để mà gì đây? Người mà bảo là chưa cả có cái gì là không nên là bây giờ mình cứ mua gọi là mình... cái gì đây? Mai chú Thủy ấy cái gì đây? Mai nó khỏe ấy. Không phải mai. Thì ra thì sẵn xong rồi là cho ăn cho là một chậm. Hình như là găng. Cái này là cái gì nhỉ? Găng hay là cái gì nhỉ? Cái găng thải. À đúng rồi, găng. Nhìn tí lá. Anh đang tiện cái này đấy ạ. Ừ, đang định ngắm tí đấy, anh sẽ những mạng gì. Si bút đỏ. Đang làm mấy công trình này, người ta chỉ thế thôi. Si bút đỏ. Người ta xác định người ta nuôi cá bình thường. Em ở nhà ở ngay đây, ở căn quán nữa. À đấy. Xem mấy cây tân cái. Thế thì mình làm bồ đề. Ô cây đề này nhìn quen thế nhỉ? Hình như nọ gặp ở đâu rồi. Cơm nguội quái. Đang phôi. À đấy, bọ cạp hôm làm này. Bọ cạp, điền bọ cạp. Đấy, ổi này. Ổi đẹp quá, cái ổi rất là nghệ thuật này. Đấy, thế là mình làm như vậy. Một con xanh trực khá là hay. Lâu lắm mới lại ở vào ông anh này. Đấy, Hồng Ngọc Mai được rồi vào là đang ghép này. Bây giờ lại đã bắt đầu chuẩn bị ăn đá hay cầm cá. Đúng rồi, cầm cá đây. Chúng mình sẽ lại cầm này. Cầm này. Đúng không? Xanh đẹp. Canh châu hô. Canh châu đây. Nhưng mà mắt thợ. Gọi là cá bơi. Sàn núi nghệ thuật. Ông anh này đang đi đánh hàng Tết. Quất tiếc. Wow, cái xì quái quá. Cái xì rất quái.
Đấy. Chỗ này thì lại chỉ sống ở cái này thôi nhé. Cái này nó đang mưa, mượn đá, mượn đá à, bắn vào đây. Đấy, rất là kỳ công. Sơn liễu. Sơn liễu. Bác nào mà muốn biết số của Bắc Tân thì xem cái video mà được đang quay của nhà Bắc Tân nhé. Đây cây đa mà được vào 18 đồng này. 18 đồng, nhìn hay phết đấy. Giờ bật lá đi nhìn nó dễ chịu hơn. Rất dễ chịu. Chắc quay lại cái mặt bên kia rồi. Quay lại thì phải. Ở trước mặt kia nó có một cái sẹo. Mặt kia nó có một cái sẹo, tí nữa sang bên kia. Đây, đang thích cái xi này, nó còn xanh này. Thích vào đấy. Sơn lối rất đẹp. Bây giờ ra chợ mà ngắm hoa các bạn, nhiều hoa hết lắm. Hôm nay thì đợt sang là đang làm, cũng đang làm ông em này. Ông em này muốn làm, chắc bác muốn làm nó gấu lên. Làm nó gấu lên, làm đầy thương tích. Một cây sành rất hay. Điền, các đồ rất hay. Này chắc cứng tiền này. Này chắc cứng tiền đấy, chúng ta thấm thủy. Cứng tiền à. Tường vi cũng đầy sẹo. Rừng rừng tùng. Mấy cái rừng ở đây. Đây xì này dã man luôn. Đây cái lối vào nó cũng rất là hẹp thôi. Rừng xanh, rừng xanh rất là kinh. Cũng không hề là ít thời gian đâu, ăn hết vào nhau rồi mà. Đó, rừng xanh người dáng thế thì không nói nhé. Về cái tổng thể là ăn vào nhau hết. Đấy, người ta đã làm rất là lâu rồi. Ăn vào nhau hết. Rừng xanh đều ăn vào nhau hết. Có mà quan sát kỹ thì thấy người ta làm dễ ăn vào nhau hết rồi. Ngọc vườn. Đấy, mặt sau của ông xanh vừa nãy đây. Đầy sẹo, sau nó sẽ ngậm thì nó gấu. Mặt sau đây.
À đây, mặt sau đây, có cái sẹo đằng trước, vừa trước lại quay đằng kia, giờ lại quay đằng này, mặt kia là mặt chính thì đẹp hơn. Ngắm tí anh. Thường là cây là vào đá hết, anh mê đá, gần như là cây là phải vào đá, rất ít cây không vào đá. Sau lại sân vườn rồi, nó lại làm mấy cây cảnh. Bây giờ sân nó đẹp, những cây này thì có phải là mình phải chăm suốt ngày đâu, mãi mà. Lấy tím. Nguyệt quế không có, em chưa thấy. Anh thích nguyệt quế à? Đúng ở hàng ở là hàng ở Hoài Đức đây. Vừa nãy chưa quay được mặt trước đây này. Sơn Thủy Vũ Tình. Sơn Liễu này kinh. Rồi, để ngắm kỹ thêm ý các bác nhé.